Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 9 tháng 8, tỉnh Hưng Yên cử đoàn cán bộ y tế gồm 30 người vào hỗ trợ tỉnh Đồng Nai dập dịch COVID-19. Sau một thời gian tham gia chuyển đổi công năng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, đến nay đoàn đã trực tiếp tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Theo bác sĩ Hoàng Quốc Khái, trưởng đoàn công tác, hơn một tuần qua, đoàn cán bộ y tế Hưng Yên tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi công năng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành để chuẩn bị đón bệnh nhân COVID-19 vào điều trị. Đoàn đã tham gia bố trí trang thiết bị máy móc, sắp xếp phòng bệnh, thiết lập hệ thống khử khuẩn khép kín cho phù hợp và tiến hành tập huấn chuyên môn phòng vệ cá nhân. Đến ngày 19 tháng 8, Bệnh viện Long Thành quy mô 250 giường bệnh bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Hiện có 15 bệnh nhân nặng được điều trị tại đây. Các cán bộ y tế Hưng Yên đã chia làm 3 ca, 4 kíp để làm việc liên tục 24/24 giờ mỗi ngày. Việc ăn ở của các cán bộ y tế được bố trí ngay trong bệnh viện. Đối với bệnh nhân COVID là không có người nhà chăm sóc. Toàn bộ chăm sóc bệnh nhân đều do y bác sĩ, từ sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh cá nhân đến thuốc men và theo dõi. Đó là một cái công việc tăng lên gấp nhiều lần so với những bệnh nhân thông thường. Đó là một cái hết sức khó khăn cho anh em trong điều kiện mặc phòng hộ để làm việc vô cùng nóng bức. Tất cả anh em y bác sĩ sau ca làm việc ra thì đều ướt sũng và mất nước rất là nhiều. Chúng tôi cũng xác định là không phải chỉ có mỗi chúng tôi, tất cả mọi người đang cùng chung tay, những người hậu cần phục vụ cho chúng tôi cơm nước, rồi thuốc men, rồi về tinh thần rất nhiều ạ. Dù có nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng đoàn công tác tỉnh Hưng Yên quyết tâm khắc phục và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp tỉnh bạn dập dịch thành công. Tỉnh Đồng Nai hiện có trên 16.000 bệnh nhân COVID-19 với hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày.